Xin chào cả nhà, hôm nay cô Thủy sẽ đọc bài từ vựng chủ đề at home. Chair, cái ghế, armchair, ghế bàn, apartment là căn hộ, plot là căn hộ, bath là tắm, sự tắm, room là phòng, căn phòng, bathroom là phòng tắm, bed cái giường, bedroom là phòng ngủ, board cái bảng, game là trò chơi, board game là trò chơi bàn cờ, book là sách, box là cái thùng, cái hộp, cupboard là cái tủ, clock là đồng hồ, dining là sự ăn uống, dining room là phòng ăn, doll là búp bê, door là cánh cửa, phone là điện thoại, floor là cái sàn nhà, flower là bông hoa, garden là khu vườn, go đi, go to bed là đi ngủ, sleep ngủ, go to sleep đi ngủ, hall cái sảnh, hành lang, home house là nhà, ngôi nhà, lamp là cái đèn, kitchen là nhà bếp, live là ở sống, living room là phòng khách, mirror là cái gương, mat là cái chiếu, cái thảm, night là ban đêm, pantry là bức tranh, bức vẽ, pick chọn, gặt hái, picture là bức tranh, hình ảnh, radio là cái đài, rug là tấm thảm, skate là trượt, skateboard là cái ván trượt, skateboarding là người trượt ván, sofa là ghế sofa, table là cái bàn, tablet là bàn tính, máy tính bàn đó, television là TV, tree là cái cây, wall là cái tường chắn, wear là mặc, đội, đeo, window là cửa sổ, xin hết.